Chị đây, chị bảo này, cái thỏi son hôm trước chị nhờ em đặt mua ấy, em đã lấy chị chưa? À, chị ơi có rồi ạ. Hôm qua em phải mang hợp đồng sang công ty đối tác cho sếp Đức, nên hôm nay em mới đi mua được ạ. Có mua cái chuyện đưa tài liệu sang cho chồng chị thôi mà em cũng phải mất cả ngày cơ á. Lần sau ấy, đã hẹn đưa chị lúc nào ấy thì cứ đúng hẹn mà đưa nhá. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Em xin lỗi chị ạ. Thôi, cô cứ làm việc tiếp đi. Lát chị sẽ nhờ cậu Tuấn sang bên phòng của cô lấy thỏi son mang về chị nhá. Vâng ạ, em ở chị. Chả được cái tích sự gì. Alo, Tuấn hả em? Vâng, em là My, có chuyện gì chị? Em đang ở công ty không? Em có. Thế tốt, chị bảo này, em qua cái trang trợ lý lấy giúp chị thỏi son rồi mang về nhà chị nhá. Chị ơi, tan làm em mang sang cho chị được không? Bây giờ em đang viết báo cáo. Rồi ơi, từ công ty qua nhà chị có 30 phút thôi mà chú cũng lười à? Nhưng cái gì? Chú làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy. Dạ bây giờ em đi luôn đây ạ. Nhanh nhá. Làm nhân viên dưới trướng của chồng chị thì phải ngoan, không á chị cho ao hết. Nhanh thế nhỉ, đúng là được việc rồi đấy. Ơ chú em đến rồi à? Chú em nào thế? Không ạ, con nhầm ạ. Mẹ vào nhà đi ạ. Để con xách túi cho mẹ ạ. Mẹ về như thế này sao không báo sớm cho anh không biết, để anh ấy con ra sân bay đón ạ. Thôi, nó bận trăm công nghìn việc như thế, mẹ tự bắt taxi về cũng được. Thế mẹ đi đường có mệt không? Cũng không mệt lắm đâu con, bởi vì trang ship mà. Anh Hưng mà biết mẹ về như thế này chắc là mừng lắm đấy. Mẹ định ở đây bao lâu? Để con nói với anh Hưng, còn sắp xếp để dẫn mẹ đi chơi chứ. Bố đi du lịch thêm 3 nước, chắc phải hơn tháng nữa. Mẹ tính ở đây 1 tháng con ạ. 1 tháng? 1 tháng ạ? Sao? Chị thấy phiền à? À không, đâu ạ. Cái gì thế? Chắc là giao hàng thôi mẹ ạ. Để con ra mở cửa. Sao bây giờ chúng mới đến? Tắc đường quá chị ạ. Thôi không đấy. Đúng son của chị không đấy? Vâng chị. Được rồi. Thôi về làm. Vâng, chào chị. Chả làm ăn gì, suốt ngày mua mới sắm. Là giao hàng thôi mẹ. Chị ở nhà không làm gì, mua sắm hàng online ít thôi, tiết kiệm một chút. Nhà có mỗi một mình chồng chị đi làm thôi đấy. Thì con chỉ đặt một túi hàng nhỏ thôi mà. Mẹ có khát không để con đi lấy nước chứ? Nhà cửa bừa bãi, không cái nét gì cả. Ăn uống thì ngốn ngang. Mẹ! Vừa đi làm về hả con? Mẹ về bao giờ mà mẹ chả báo con để con ra sân bay? Mẹ không tự đi được à? Không, nhưng mà con trai yêu muốn đón mẹ về cơ. Anh cứ yên tâm, mẹ ở đây với anh cả tháng cơ. Mẹ nói thật nhá. Tôi quá dở nói dối anh không? Thế được rồi, con sẽ cố gắng thu xếp thời gian để con đưa mẹ đi chơi nhiều hơn. Mẹ thấy được không ạ? Được, mẹ chỉ cần anh thu xếp một ngày đưa mẹ về quê thăm các bác. Mẹ về đây cũng chỉ cốt ở nhà chơi với con với cháu thôi. Dạ vâng, tiện thể con cũng đưa vợ con về quê luôn. Ra mắt hàng xóm láng giềng mẹ ạ. Thôi con tranh thủ vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nhá. Dạ vâng, tôi lại xếp lớn. Để chú đi, có gì chạy chậm thế việc. My ơi. Dạ. Trời ơi, sao mẹ đi chợ về nhanh thế ạ? Tôi không đi chợ nhanh thế thì bao giờ mới có đồ để ăn. Mà sao cô để nhà cửa này? Trời ơi, xếp gọn vào đi. À mà này, tối hôm qua còn chồng bát đấy, ăn xong chả rửa gì cả, để thấy ruồi bâu nhặng bậu chứ con. Tại tối qua con hơi mệt nên thôi để con sắp xếp quần áo xong rồi con vào rửa. Nhanh lên nhá. Nhà cửa bừa bãi, chả chịu dọn dẹp gì cả. Rồi. Cái gì thế này? Dạ. Chị mua cái gì mà cái váy tận 100 triệu thế này? Thì cái váy thương hiệu thôi mà mẹ. Chị có biết rằng chồng chị đi làm vất vả như thế không? Chị trả tiết kiệm thì thôi, mua tận cái váy 100 triệu. Thì có mỗi chiếc váy, với lại nó là hàng hiệu thì nó mới đắt thôi ạ. Có mỗi chiếc váy. Chị ở nhà không làm lụng gì cả thì chi tiêu cũng phải vun vén cho gia đình chứ, mua sắm vung lên như thế. Dạ, vâng ạ, con xin lỗi. Lần sau để con mua cái rẻ hơn. Con xin phép. Nhanh lên nhá, còn ra nhặt mớ rau muống như kìa, để tí nữa tôi còn xào. Chồng cô nó thích ăn rau muống xào tỏi lắm đấy. Vâng ạ. Phụ nữ chả được cái nét gì cả, không chợ búa, không cơm nước, chỉ ăn với cả chơi thôi, tiêu tiền thì như phá ấy. Không hiểu lấy đâu ra cái ngữ như thế này, nhà cửa bấn thỉu. Tao đang ở ngoài đường, nắng sù rồi. Gì? Ồ, phát điên lên rồi. Thì mẹ chồng tao chứ ai nữa. Tao ở mới đâu có 1 tháng mà tao như sắp nổ tung lên rồi. Bà ấy suốt ngày cảm rạp mày ạ. Hôm trước tao chỉ mua cái váy có mấy nghìn đô thôi mà bà ấy chửi tao từ sáng đến tối. Tao sợ. Xong bây giờ còn bắt tao rửa bát nữa cơ. Thì thôi, mày điên à? Mới có 1 tháng mà tao đã như thế này rồi á. Ở cả đời ấy, chị sống sao nổi. Thôi nhá, tao phải đi siêu thị đằng xa kia để còn mua đồ cho mẹ chồng tao, không bà ấy lại gào ầm lên đấy. Sao này? Tao xin lỗi, tao không cố ý ạ. Không cố ý gì? Mắt mũi để dưới đất à? Xin lỗi ạ. Đi đi. Dậy. Hay mua lại hàng rong kia nhỉ? Siêu thị còn xa. Tôi mua đi. Bà ơi, rau muống mớ bao nhiêu đấy hả? 7.000 một mớ thôi cô. Cái gì? Rau như thế này mà 7.000 một mớ á? Bà có bán điêu không đấy? Cô ơi, rau tự tay tôi trồng, nhìn nó chứ không được đẹp thôi, nhưng mà là rau sạch đấy cô ạ. Ai biết được bà trồng hay ai trồng. Mấy bà bán rau, chúa nói thách. Tôi già rồi, lấy đâu ra tiền mà mua rau của người ta. Đây là tự tôi trồng để mưu sinh đấy. Cô thương tình, cô mua giúp tôi đi. Không, tôi đi ra mua rau chứ không phải là ngồi nghe bà kể nghèo kể khổ đâu mà. Lấy cho tôi bó nào non non một chút, không về mẹ chồng tôi lại bảo con dâu không biết đi chợ. Đây à. Này, vâng, đây tôi cho vào túi cho cô nhé. Sâu nhiều như thế này mà 7.000. Sâu mới là rau sạch đấy cô ạ. Đây gửi cô. Đây, tiền đây. À đây, tôi xin. Để tôi phụ một tí cho nó. Ê, bà làm cái gì đấy? Tôi xin lỗi. Mỗi bán hàng không được là sao ấy? Nào, bỏ cái khăn bẩn thỉu của bà ra khỏi giấy tôi. Bà có biết đôi này đắt không hả? bán hàng cả đời ấy, không đền nổi đâu. Cho tôi xin lỗi, thực tình tôi không cố ý. Không cố ý cái gì? Bà ơi, con mua nước cho bà về rồi này. Lại thằng danh con này à? Đúng là được cả bà lẫn cháu, hãm từ sáng đến bây giờ. Cô ơi, cô thương tình bỏ qua cho bà cháu tôi đợi ơn cô. Đội ơn cái gì mà đội ơn? Cô không được mắng ba cháu. Bà ơi, bà đừng có bán cho cô này xấu tính lắm. Này, tôi cũng định thương tình bỏ qua rồi đấy, nhưng bà xem lại cháu trai của bà đi, thái độ như thế đấy à? Bà cháu bà đụng nhầm người rồi đấy. Đưa chai nước đây. Cái này của chai này của cháu mà. Tao bảo đưa chai nước đây. Cái này của cháu mà. Đưa chai nước đây. Đang tội cái cẩn rồi bây giờ. Mẹ ơi, thời tiết nắng nóng như thế này mà được món canh chua của mẹ là số 1 đấy. Chả bố anh, chỉ được cái khéo nịnh thôi. Thôi được rồi, bây giờ mẹ đi mua đồ thì nữa về nấu canh chua cho con ăn nhá. Nhất trí. Kia có hàng rau kìa. Ơ nhưng mà con, ai giống con My quá. Đúng là vợ con rồi mẹ ạ. Đi con. Khóc cái gì mà khóc? Đụng vào. Rau của bà bẩn hết cả tay. Kìa cô, đây là nước uống của bà cháu tôi mà. Bà im đi, tôi không bắt bà đền đôi giày này của tôi á, là may lắm rồi đấy. Đúng là bực mình mà. Con ơi, con My. Cô lại làm cái trò gì đấy? Sao mẹ với anh lại ở đây? Không ở đây thì làm sao thấy được những hành động này của cô. Cô càng ngày còn quá quắt rồi đấy My ạ. Sao anh lại nói em như thế? Tại hai bà cháu nhà này gây sự với em trước chứ bộ. Cô lại còn chối à? Hai bà cháu có làm sao không? Tôi không sao. Chị Xuân, em Dung đây. Dung đấy à? Em về Việt Nam lâu chưa? Em về được mấy hôm rồi. Bác Xuân, bác có nhận ra con không? Con là Hưng, Hưng Còi đấy ạ. Ôi, cô Hưng đấy à? Dạ vâng ạ. Ôi dạo này nhìn cháu phong độ quá. Dạ vâng. Mà sao chị lại ra đây bán rau thế này? Tuấn nhà chị nó phá quá, cờ bạc lô đề, mất hết cả nhà cửa, nợ nần thì chồng chất, vợ nó không chịu được, bỏ nhà ra đi, nên chị đành phải đưa thằng cô Tú lên đây để hai bà con cùng bán rau để mưu sinh. Sao lại ra nông nỗi này? Vậy mà em không biết gì cả. Thì chú gì ở bên đấy làm sao mà biết được? Nội cũng tại chị, không biết dạy con nên nó mới để ra đi nông nỗi này. Mẹ để con. Bác ạ, con nghĩ thế này, bây giờ bác với cả cô Tú về nhà con ở, coi như là cho con được báo đáp công ơn giáo dục của bác từ ngày xưa. Với cả bây giờ bác với cả cô Tú ở ngoài như thế này, thực sự con không yên tâm bác ạ. Với cả con phải lo cho việc học hành của cô Tú nữa. Đúng đấy chị ạ. Mình là người thiệt mà. Em ở bên kia thì có thời gian chị và cháu, chị về đây mà thay em chăm sóc chị và cháu. Thế thì con sẽ được đi học như các bạn hả bà? Nào, thế cô Tú có muốn về nhà ở với chú không nào? Có ạ. Ngoan quá. Sao lại thấy được của anh? Cô có biết người cô vừa chửi mắng là ai không? Làm sao em biết? Là bác ruột của tôi, là chị gái của mẹ tôi đấy. Anh muốn nói cho em biết đâu. Cô thôi đi. Dù đây có là bác ruột của tôi hay là người ngoài đi chăng nữa thì cô cũng không được đối xử như thế này. Bác Xuân đã nuôi tôi từ bé. Lúc đấy gia đình tôi còn gặp khó khăn. Bố mẹ tôi thì phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Bác Xuân không khác gì mẹ ruột của tôi cả. Nhưng mà từ trước đến nay anh có bao giờ kể với bác ấy cho em biết. Thôi được rồi, lần này là do em sai, em xin lỗi. Cô xin lỗi với thái độ như thế à? Cô làm như thế này, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Lại còn đám nhân viên trong công ty, họ cũng đang phàn nàn tôi vì việc cô cậy mình là vợ của sếp tổng, rồi ra lệnh cho họ bắt phải làm theo ý của cô. Lúc đầu thì tôi cũng không tin, nhưng đến ngày hôm nay tôi không còn gì để nói với cô nữa rồi. Nhưng mà vốn dĩ chúng nó cũng có làm được việc đâu. Cô vẫn không chịu nhận lỗi à? Cách tốt nhất là ly hôn đi. Anh bị hâm à? Có một chút chuyện như thế, tự nhiên anh đòi ly hôn là như thế nào? Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện kỹ càng lại với nhau. Bác ơi, cả nhà mình về thôi. Con cầm túi cho bác. Vâng, vâng. Anh, mẹ.